Bà Cấn Thị Thêu, một nhà đấu tranh về đất đai, đã bị một tòa án ở Hà Nội kết án 20 tháng tù hôm 20 tháng 9. Con trai bà Thêu, anh Trịnh Bá Phương cho VOA biết, tòa án của quận Đống Đa đã kết án bà về tội gây rối trật tự công cộng. Nhà chức trách bắt giữ bà Thêu cách đây hơn 3 tháng khi bà cùng nhiều người đến các cơ quan công quyền đòi hỏi quyền lợi về đất đai một cách ôn hòa. Anh Trịnh Bá Phương đã phản ứng về bản án. Gia đình tôi phản đối cái bản án bất công này. Tòa án của quận Đống Đa kết án mẹ tôi dù chỉ một ngày rất là oan sai, nhưng họ đã quy với mức án rất là nặng nề là 20 tháng tù giam. Trước phiên tòa tôi cũng có nhận định, tôi cũng không bất ngờ nhiều, bởi vì bản chất của chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay thì họ lấy bạo lực vào nhà tù để trấn áp người dân, để cai trị người dân. Bà Cấn Thị Thêu và nhiều người dân ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội cách đây 2 năm đã đấu tranh phản đối việc nhà chức trách thu hồi đất của dân để giao cho một doanh nghiệp tư nhân để kinh doanh bất động sản. Vì hoạt động đấu tranh, bà Thêu và chồng bà đã bị bắt vào cuối tháng 4 năm 2014 và phải nhận án tù 15 tháng. Cho rằng việc bắt giữ và xét xử lần này là vô lý, gia đình bà và khoảng 100 người dân đã đến tòa án để biểu tình. Tuy nhiên, anh Phương cho hay đoàn người đã bị công an chặn lại, nhiều người đã bị bắt. Anh cho biết các nhân viên công an, an ninh đã đối xử thô bạo với người biểu tình. Anh cho biết thêm rằng tại đồn, gia đình anh đã bị dọa giết. Anh nói: khi vào trong đồn công an thôi, họ lại tiếp tục thể hiện rõ cái bản chất của chế độ công an trị. Họ đã đe dọa giết cả gia đình nhà tôi. Chính tai tôi nghe rằng là họ đã nói rằng là chỉ một phút có thể cho đi đời luôn. Họ đe dọa giết cả nhà, ám sát cả gia đình. Trong đồn công an họ thể hiện rất là côn đồ. Anh Phương đánh giá cao nỗ lực của các luật sư bào chữa, song anh nói bản án dành cho mẹ anh là án bỏ túi, vì vậy các luật sư khó có thể xoay chuyển. Anh nói: cả bốn luật sư cũng đều nỗ lực, rất là nỗ lực trong cái việc bào chữa cho mẹ tôi theo hướng là mẹ tôi vô tội. Tuy nhiên cả bốn luật sư cũng đã không mang lại được tự do cho mẹ tôi. Nguyên nhân tính chất ở sâu bên trong thì là do cái án này là cái án bỏ túi rồi. Phía nhà cầm quyền Hà Nội đã bất chấp dư luận cũng như bất chấp các cái tiếng nói của luật sư, sự phản biện của luật sư, bất chấp sự lên tiếng của các tổ chức nhân quyền quốc tế.